Lần xuất hiện hiếm hoi của ông Thích Minh Tuệ trên sóng truyền hình quốc gia VTV gây nhiều tranh cãi. Công an tỉnh Gia Lai đăng tải video trao căn cước công dân cho ông Thích Minh Tuệ. Áo in hình ông Minh Tuệ được bán trên toàn thế giới. Đó là những nội dung đáng chú ý chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong video này. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất để gửi tới quý vị. Mới đây, hình ảnh ông Thích Minh Tuệ xuất hiện trên sóng của Đài Truyền hình Quốc gia VTV đã thu hút sự quan tâm rất lớn của công chúng. Tính đến hết ngày 9 tháng 6, video đăng tải trên kênh YouTube VTV24 có tiêu đề "Thông tin xuyên tạc ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ" thu về 1,2 triệu lượt xem chỉ sau một ngày đăng tải. Theo như video, ông Thích Minh Tuệ đã chia sẻ với phóng viên Liên Liên của VTV rằng tinh thần và sức khỏe của con vẫn tốt, vẫn đảm bảo học theo lời Phật dạy, không có người dân đông hay những việc không ảnh hưởng đến trật tự giao thông, an toàn xã hội thì con vẫn học tập ở ngoài, không có gì thay đổi cả. Nhưng giờ nguyện vọng học tập của mình mà người dân làm ra ách tắc, mình đi không được thì mình cũng nên dừng. Con cũng muốn khi mình đi ra đường, mọi người đừng tập trung như thế, làm ảnh hưởng, buộc mình không học được nữa. Họ đi theo để quay phim, với làm những việc kiếm tiền hay gì đó thì không phù hợp. Những tưởng phóng sự này sẽ là câu trả lời cho những băn khoăn thắc mắc của nhiều người, đặc biệt là cộng đồng mạng, về việc ông Minh Tuệ có thực sự tự nguyện ẩn tu, hiện tại ông đang ở đâu, sức khỏe của ông thế nào, việc tu tập ra sao. Bởi VTV là kênh truyền hình quốc gia, phóng viên Liên Liên cũng là người rất nổi tiếng trong thể loại phóng sự điều tra. Đây cũng là lần hiếm hoi VTV đưa tin về hiện tượng mạng Thích Minh Tuệ, sau khi ông nổi tiếng một cách bất đắc dĩ. Thế nhưng không, ngay lập tức nhiều chi tiết được cư dân mạng chỉ ra để nghi ngờ về tính chân thực của video. Một cư dân mạng bày tỏ, không biết ai quay phim, ai đạo diễn, nhưng đằng sau tu sĩ là hậu cảnh gốc cây to quét vôi. Khi phỏng vấn, không có cảnh hai người ngồi đối diện, chỉ có cảnh phóng viên riêng rẽ mà lại không rõ đứng hay ngồi. Người bình thường cũng thấy bất ổn, còn những người làm truyền hình chuyên nghiệp nhìn thoáng qua là biết rất vụng về. Những chi tiết được cư dân mạng chỉ ra không phải không có lý, vì thế cư dân mạng có lý do để đặt ra sự hoài nghi. Ông Minh Tuệ vẫn bình an và tiếp tục tu học. Sau đó một ngày, trong chương trình thời sự 19 giờ ngày 9 tháng 6 của VTV, tiếp tục có một phóng sự nói về việc ông Minh Tuệ chưa xác định thời gian tiếp tục bộ hành khất thực. Video này đã xuất hiện hình ảnh cả phóng viên Liên Liên và ông Thích Minh Tuệ trong một khuôn hình, bối cảnh tại một nơi có nhiều cỏ cây hoang sơ. Trong phóng sự, ông Thích Minh Tuệ chia sẻ: mình ở một chú xứ nào đấy, núi nào đấy, hang đá nào đấy. Mình xuống gần làng, mình khất thực, xong mình tu hành cho mình thôi. Có chú xứ an ổn, điều kiện như thế thì mình cần học tập. Người tu, họ cũng cần có thời gian an ổn. Khi nào cần thiết thì mình mới bộ hành, nhưng bộ hành yên tĩnh, giống như 6 năm trước, không có ai đi theo. Qua những nội dung ông Minh Tuệ nói, có thể thấy cuộc phỏng vấn được thực hiện tại thời điểm ông Minh Tuệ đã ẩn tu, bởi nếu phỏng vấn trước đó sẽ khó qua mắt được những TikToker, YouTuber luôn bám theo ông như hình với bóng. Và cũng dễ hiểu khi bối cảnh cuộc phỏng vấn ở cả hai phóng sự đều khiến người xem khó có thể nhận biết được đó là ở đâu. Đây có lẽ là sự tính toán rất cẩn thận của phóng viên Liên Liên và VTV để đảm bảo sự riêng tư của ông Minh Tuệ, hạn chế tối đa việc các YouTuber, TikToker tìm ra nơi ông Minh Tuệ đang ẩn tu và tiếp tục làm phiền quá trình tu tập của ông như thời gian qua. Đồng thời, những người yêu mến ông Minh Tuệ cũng cảm thấy an tâm khi nhìn thấy ông Minh Tuệ vẫn bình an, mạnh khỏe và tiếp tục cuộc sống tu tập. Việc ông Minh Tuệ tự nguyện dừng tu tập là điều dễ hiểu. Ông Minh Tuệ đã thực hiện việc tu tập theo 13 hạnh đầu đà trong 6 năm, chắc chắn đã xả bỏ được nhiều sân si. Với tinh thần từ bi hỷ xả của Phật giáo, việc dừng lại có thể mang lại nhiều điều tốt đẹp cho xã hội, cho những người yêu quý ông Minh Tuệ, thì đương nhiên là việc mà một người tập học theo Phật như ông Minh Tuệ nên làm. Bởi trong hành trình trở về của lần đi bộ thứ tư, đã xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi theo ông Minh Tuệ, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và cảnh quan môi trường. Đặc biệt, ngày 30 tháng 5, một người đàn ông trong đoàn người đi theo có tên là Lương Thanh Sơn, trú tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, bị sốc nhiệt, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa dẫn tới tử vong. Tiếp đó, ngày 2 tháng 6, có hai người phụ nữ khi đi theo ông Tú và đoàn người đã bị sốc nhiệt, đuối sức, nằm gục trên mặt đường. Các cơ quan chức năng đã kịp thời đưa đến bệnh viện để điều trị. Thời gian đầu mới tu tập, ông Minh Tuệ bị mệt. Ông Tuệ chia sẻ, trước đây, ông từng có thời gian ngắn vào chùa để tu tập, lấy pháp danh là Thích Minh Tuệ, nhưng chưa có duyên ở lại chùa. Năm 2017, ông Minh Tuệ bắt đầu đi bộ tới nhiều tỉnh thành. Khi quyết định bỏ nhà,
bỏ công việc ổn định để đi bộ hành. Bản thân ông đã suy nghĩ rất kỹ. Sau đó, ông đã xin phép gia đình cho mình đi bộ tu tập theo lời Phật dạy. Ông cho biết, thời gian đầu, đôi lúc mệt mỏi phải di chuyển bằng xe khách. Từ năm 2020 đến nay, ông bộ hành tuyệt đối chỉ di chuyển bằng đường thủy khi phải đi qua đò, qua sông. Đến nay, ông đã đặt chân tới gần như khắp mọi miền đất nước. Hơn 6 năm qua, ông Minh Tuệ không liên lạc với gia đình bởi bản thân ông tu tập nên không dùng điện thoại. Dẫu vậy, ông cho biết, luôn đặt gia đình trong tim, luôn nhớ tới công ơn của cha mẹ qua lời cầu nguyện. Cần siết chặt quản lý nội dung số. Sau khi ông Thích Minh Tuệ dừng cuộc bộ hành để ẩn tu, các đối tượng chống phá đã lợi dụng sự việc này để xuyên tạc chính sách tôn giáo ở Việt Nam, đưa tin sai sự thật về phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo, bịa đặt ông Thích Minh Tuệ bị bắt, cưỡng bức buộc phải dừng việc tu tập. Theo VTV, mới đây, gia đình ông Lê Anh Tú cũng đã có đơn đề nghị các cơ quan chức năng xử lý những trường hợp lợi dụng hình ảnh ông Lê Anh Tú để đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội gây ảnh hưởng đến ông Lê Anh Tú và gia đình ông. Việc tu tập thực hành giáo lý nhà Phật là nhu cầu chính đáng của người dân và được pháp luật bảo hộ. Quyết định dừng bộ hành để ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ cần được tôn trọng. Nhiều người cho rằng đã tới lúc cần siết chặt công tác quản lý nội dung số. Nếu không, các YouTuber, TikToker vì lợi ích kinh tế sẽ tiếp tục bất chấp để kiếm tiền mà không quan tâm đến hậu quả có thể gây ra cho xã hội. Công an Gia Lai công bố hình ảnh ông Thích Minh Tuệ nhận căn cước công dân. Trong lúc vẫn có một số người mải mê tranh cãi xem hình ảnh phóng viên Lê Liên và ông Minh Tuệ trong một khuôn hình của VTV có chân thực hay không, cuộc phỏng vấn được tiến hành khi nào, thì sáng ngày 10 tháng 6 tiếp tục xuất hiện hình ảnh của ông Minh Tuệ trên mạng xã hội. Đó là fanpage của Công an Gia Lai. Một video ghi lại hình ảnh công an tỉnh này làm thủ tục trao căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú. Trong video, ông Minh Tuệ cho biết, cũng như bao công dân bình thường khác, việc có căn cước công dân sẽ đảm bảo cho ông học tập, tu tập thuận lợi hơn. Khi được hỏi về cảm xúc khi nhận được căn cước công dân, ông Thích Minh Tuệ chia sẻ, cảm xúc của con cũng như bao người công dân bình thường khác. Nếu có nó để đảm bảo quyền lợi cho mình học tập và tu học thì rất là tốt đẹp. Trước đó, ngày 8 tháng 6, công dân Lê Anh Tú đã trực tiếp lên trụ sở Công an tỉnh Gia Lai để nhận căn cước công dân của mình sau 5 ngày làm thủ tục. Áo in hình ông Thích Minh Tuệ được bán trên toàn thế giới. Không chỉ những chiếc áo thun được phối màu giống y phục của ông Thích Minh Tuệ, mà cả những chiếc áo in hình ông được bán trên các trang thương mại điện tử xuyên biên giới. Đáng chú ý, nhiều gian hàng còn bày bán các mẫu áo in trực tiếp hình ông Thích Minh Tuệ với giá không hề rẻ. Trước đó tại Việt Nam, trên các sàn thương mại điện tử, hội nhóm và các nền tảng mạng xã hội cũng xuất hiện các mẫu áo thun, mũ, đồ bộ được thiết kế theo màu sắc y phục của ông Minh Tuệ và nhận được sự săn lùng của đông đảo cư dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, việc mặc áo phỏng theo trang phục của ông Thích Minh Tuệ không có gì sai trái hay vi phạm pháp luật, thậm chí còn giúp giảm bớt số lượng vải dư thừa mà vẫn tạo nên trang phục độc đáo. Khi mặc những chiếc áo này là cách để mỗi người nhắc nhở bản thân không làm những điều ác, làm nhiều việc thiện hơn. Bên cạnh đó, nhiều người lên tiếng phản đối trào lưu này vì cho rằng nhiều cá nhân lợi dụng thị hiếu của công chúng lấy danh nghĩa lan tỏa những giá trị nhân văn, trí tuệ và từ bi, nhưng thực chất là trục lợi cá nhân. Điều này có thể ảnh hưởng đến nét đẹp của Phật giáo. Việc các trang thương mại điện tử trong nước và thế giới bày bán các sản phẩm in hình ông Minh Tuệ cho thấy không chỉ sức ảnh hưởng của ông lan rộng, mà còn khẳng định sự bắt chen, nhanh nhạy của các tiểu thương. Tuy nhiên, dư luận vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về hiện tượng này. Còn ý kiến của bạn thì sao? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại bình luận ở dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các video sau.